Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review nồi chiên không dầu 6, không L Sanhao SSD 4026 giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Thương hiệu Sanhao, xuất xứ Trung Quốc, màu sắc trắng, trọng lượng 5,85 kg, công suất 1750W, điện áp 220V, 50H, dung tích 6L, cấu tạo sản phẩm, chất liệu vỏ nồi, nhựa PP siêu bền. Chất liệu ruột nồi, hợp kim nhôm phủ lớp chống dính Whitford USA, hẹn giờ, có, bảng điều khiển. Núm xoay, đặc điểm khác, dung tích lớn chiên gà vịt nguyên con, công nghệ Rapid Air tiên tiến giảm 80% lượng mỡ thừa tốt cho sức khỏe, bảo hành, 12 tháng, đặc điểm nổi bật. Công nghệ Rapid Air giòn bên ngoài, mềm bên trong, giảm đến 80% lượng chất béo, bảo vệ sức khỏe. Thân nồi inox siêu bền, chống bám bẩn, dễ lau chùi, dung tích lớn 6L, nướng gà vịt nguyên con tiện lợi. Chống dính Whitford USA, siêu bền, an toàn tuyệt đối, tự ngắt khi quá tải nhiệt, an toàn sử dụng. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm, lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được sản phẩm chính hãng Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.